sa mạc như hành tinh khác. Từ năm 2017, Marvel Studios, tác giả của những bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng đã tới vườn quốc gia Lenco Is Brazil để sản xuất một số cảnh trong bộ phim Avenger, Infinity Wars. Cảnh quan độc đáo của Lenco với những cồn cát bất tận đã được chọn để làm bối cảnh cho hành tinh khắc nghiệt Vormir, xuất hiện trong cả phần Endgame, ảnh, Brazil Production Service. Vườn quốc gia Lenco Is bang Maranhão. Brazil là vùng đất rộng lớn với những cồn cát trắng uốn lượn xen lẫn những đầm nước mưa màu xanh ngọc. Ảnh Cancer tip. Khi những cơn mưa kéo đến, nước được lọc qua cát và tạo nên những hồ trong vắt. Thời gian tốt nhất để chiêm ngưỡng khung cảnh độc đáo này là vào tháng 6 đến 8. Ảnh Da Với phong cảnh ấn tượng kéo dài hàng cây số, vườn quốc gia tự nhiên Lencois Maranhenses còn có tên gọi khác là Ga trải giường. Mặc dù ít được biết đến hơn những kỳ quan thiên nhiên khác của Brazil như thác Igoku. Vườn quốc gia Lenko Ismarangensit vẫn là điểm du lịch hấp dẫn vì sở hữu vẻ đẹp hiếm có trên hành tinh, ảnh, Lonely Planet. Để đến đây, du khách có thể chọn các chuyến bay tới thành phố Sao Luis, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ đều cung cấp dịch vụ vận tải đến vườn quốc gia, xe buýt đón du khách tại các điểm nghỉ vào 7 giờ mỗi sáng, ảnh, cancer ship. Công viên rộng lớn bao gồm 70 km bờ biển và trải dài 50 km trong đất liền hiện nay có 3 điểm chính để vào công viên và nơi lý tưởng nhất là thị trấn barrerinhas nơi có nhiều nhà nghỉ khách sạn thị trấn barrerinhas cũng cung cấp tour chọn gói đến vườn quốc gia trong chương trình du khách được tham quan dòng sông rio brisicas nơi thích hợp để trải nghiệm trèo ván trèo thuyền kayak và khám phá những khu đầm lầy ngập mặn ảnh ventures. santo amaro và atins là hai điểm còn lại để bắt đầu hành trình có một số nhà hàng khách sạn mọc lên ở atins nhưng địa điểm này vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc với những con đường cát bất tận và đêm tối không đèn điện. Athens còn được biết đến là địa điểm lướt ván diều khi đến Lenkois Marangensit. Ảnh Medium Tour xe tải địa hình là phương tiện rẻ và thuận lợi nhất để tham quan vườn quốc gia Lenkois. Mỗi chuyến khởi hành vào sáng và tối với nhóm 10 người. Tour đi theo những tuyến đường được sắp xếp trước và dừng lại ở những hồ nước. Thông thường tour bao gồm một bữa ăn tại nhà hàng trên đường tới công viên. Ảnh River Revista Du khách cũng có thể tự di chuyển và tham quan công viên quốc gia bằng cách thuê ngựa hoặc các xe bốn bánh chuyên dụng. Vào giai đoạn mát mẻ từ tháng 6 đến tháng 8, hướng dẫn viên có thể dẫn du khách đi bộ từ Santo Amaro đến Athens hoặc ngược lại. Trên đường đi, họ sẽ cắm trại nghỉ đêm để tránh cái nóng vào ban ngày, chuyến đi khởi hành trước bình minh. Ảnh: Cancer Ship. Trước khi đến Lençóis Maranhenses, đừng quên mang theo kem chống nắng, nước, mũ và kính râm. Cát có thể thay đổi trạng thái từ mềm mịn thành cứng khô vì vậy giày đi bộ là sự lựa chọn thích hợp để di chuyển. Bạn cũng đừng quên mang theo đồ bơi. Sau những chuyến đi dài trên cát, việc đắm mình dưới những hồ nước trong vắt là một trải nghiệm khó quên. Ảnh Malaysia Adventuras Mặc dù có cảnh quan đẹp, khí hậu ở Lenco East xịt khá khắc nghiệt. Côn cát được hình thành bởi những trận gió lớn thổi vào từ đại dương trong tháng 10, tháng 11. Lúc này, những hồ nước xanh sẽ dần biến mất. Ảnh Cancer ship Lan Hương Theo Cancer ship